Hello, xin chào tất cả các anh em, lại mình đây. Và đây là cái con Secret Map mới anh em ơi. Nó xịn, 500 beauty mà ra. Ui, mình đã trở lại tên Fighter, mình quên nói ha. Đây là con Secret Map mới. Và cái kiểm cái kiếm sao thì mình đã cho anh em biết hết rồi. Chỉ cần 500 beauty mà ra con này thì nói thiệt nó là một cái tầm chức gì đấy anh em. Thực ra thì mình đã biết cái ông này ra là từ lúc 1000 beauty, 1116 beauty. Nhưng mà không biết ông này quay nhiêu rồi, ông này quay hơn 2k beauty, nói chung là cũng 1k đi. Tại vì lúc đầu là 1k ha, nên không biết ổng ra chừng nào, kể okay, chung là 500 BT ra là một cái hợp lý, một cái cho dân cày để cày, để nằm lực cày của anh em rồi. Mà ông này ổng hơn thì tức á, mà ổng sao, để ok cho anh em xem ha. Đầu tiên mình sẽ in with hết tất cả cái này. Ok, và mình sẽ in with cái con này thôi. Và con này thì mình thấy ngoại hình nó thì cũng giống Naruto. Nó cái tóc gì như Naruto và cái sau lưng nó bóng tối bóng sáng nha anh em nè. Nhìn đi kỹ đi, nó nhìn nó cũng khá là chất lừ đấy, nó giống như con này nè, con bên đây. Con này hơi đi hơi chậm ha, thì tất nhiên phải đi chậm hơn con này rồi đúng không? Con nào cũng bị chậm ở đây. Đây nó sẽ giống như con bên này, nhưng mà khác cái là nó ngoại hình nó bóng tối bên trong đây, con này không bóng tối ha. Nên nhìn kỹ đi, không biết Shiny sẽ như thế nào nha, mà Shiny cho mình xem đam của nó ha. Đầu tiên đam nó là level 1 là tầm 250 và level 150 là level 3.2B, 160 là 9.7B. Đối với Shiny là sẽ tầm 17B nha. Wow, rất là xịn anh em à, rất là xịn, không phải đùa được, không nhờ được. Đấy, về ngoại hình thì mình không nói nhiều, đó là cái quầy quý tộc, cái nói chung là khá là ngon. Ừ, mình có ít hay xếp, bây giờ hơi mốt mình cài nhạc mình lên up lẹ level lên mất công hết cái event này, mình buồn anh em à. Rồi, thì bây giờ mình sẽ quýnh con Beta Devil trước. Tất nhiên là mình sẽ bật cái auto click lên, mình so đam, mắt có đam bao nhiêu ha. Đam click là 540m cho một con này, hơn đội hình mình luôn anh em, đỉnh thật sự ạ. Rồi, tôi sẽ tấn công như thế nào đây. Rồi, 21, 37, 37 B là tức là nó gây được khoảng lượng đam là tầm đâu đó là 300 B anh em. Ờ ơi, 200 B anh em, 100 B gì đấy, nó cũng khá là ngon đấy, nó gấp khoảng tận 20 lần so với bình thường ha. Nên em đừng lo cái chuyện cái gì? Khoan, gấp khoảng 20 lần là 80 B, nó gây tận 30 B là nó gây tận 100 bơi là 25 lần anh em nhé, 25 lần ha. Rồi thì chúng ta sẽ tới cái cuộc công cuộc là coi skill nó ra sao để mình xem rõ đã anh em. Đầu tiên phải tắt cái bật cái này lên, bật cái My Fighter ở phẹ lên và sẽ coi showcase là cái skill của nó ra sao ha. 500 BT bà con này thì nó là một sự may mắn nào đó dành cho cái vị thần anh em ạ. May mắn thần trưởng, rồi trưởng thôi. Ủa gì vậy? Wow, wow, từ từ hồi nãy giờ mình vẫn chưa thấy nha anh em, để ý mình vẫn chưa thấy cái gì hết, là nó chỉ bay lên sau đó ráp xuống làm gì nữa. Cái chuyện Kamehameha xong đến tê bọt đây là bọt này ta, mình xem lại nha, mình cũng không nhớ nữa, không thấy rõ đây anh em, không thấy rõ đấy, nó diện rộng quá, nó nhanh quá, nó sợ bét quá. Từ từ xem lại nha, trưởng là tốn không, mình không thể tính đam được. Thì đa mình nghĩ là tầm 200 bơi lần anh em, không phải 100 bơi đâu, nói thật. Mình tắt autolit đi ha, cho nó cân bằng. Autolit là cái này. Được rồi. Mình xem lại nha, bây giờ nó còn như bơi. 336 bơi dùng skill lên. 336 bơi. Nó còn tận 257 bơi đã gây tầm 100 bơi đam. 100 bơi đam. Đúng rồi, tính em mà tắt được 100 bơi đam anh em. Quá là bờ rồ anh em ơi. Thật là bờ rồ luôn ấy. Cái con này gọi là bá đạo từng hạt gạo anh em. Và còn con, nếu mà mình so sánh á, cái thời gian con này với mình thấy con này, con mythical vẫn vĩnh hơn anh em. Biết sao anh em nhìn kỹ nha. Bây giờ mình sẽ so sánh, mình sẽ cho hai con beta khác nhau quýnh con khác nhau nha, dành thử nha, anh em nhìn thử nha. Đây nhìn nè, để coi con beta là chết trước. Ơ chết. Từ từ, đây. Rồi, mình để coi con beta chết trước ha. Này, đây hai skill, một skill nè. Rồi, một skill đỉnh cao. Ở đây thì vẫn chưa dùng skill nào ha. Để mình coi ai thắng. Mất công thì anh em nói mythical mạnh hơn thì mình buồn anh em ạ. Rồi, lượng máu trong một skill con này chất lượng hơn con này nhiều. Nó chất lượng hơn nhiều ha. Đúng rồi, chất lượng hơn nhiều anh em. Nó không bị delay quá nhiều so với con bên mythical bên này. Đấy. Rồi,
Và kết cục thì anh em nhìn cũng đã biết rồi, thì chắc chắn là con Serpentine sẽ thắng rồi. Anh em nhìn đi, đam nó cây cao hơn con này mà, đúng không? Anh em thích coi nữa thì chắc mình sẽ coi nữa thôi, chứ giờ sao giờ. Con này chắc mạnh hơn rồi, chắc con Legion thì cũng yếu hơn rồi. Ok, thì chúng ta đã có một cái kết quả khá là xứng đáng nhìn cho cái pha này, là Mythical không mạnh hơn bằng Secret bên đây hơn. Mình biết đây là một cuộc so sánh rất là vô lý, nhưng mà rất thuyết phục anh em. Tại vì cái con này nè, anh em nhìn kỹ đi, nó gây hai lần là nó dùng skill rồi. Anh em rất là dễ hiểu lầm là cái con này mạnh hơn, nhưng mà không sao, mình đã chứng minh cho anh em con này yếu hơn ha. Rồi, anh em muốn chọn anh em chọn, chứ mà thấy series này quá bá anh em, quá cực kỳ bá. Và các anh em dân cày nên đừng có lo, có thể xảy ra hơn nên không sao. Còn về cái defense thủ thành này á, bởi thì anh em muốn thủ á, anh em dồn hết vô con combo thôi, đừng có quýnh thường. Quýnh thường thì quýnh sau, để con nào mà quái nằm gần tới tới đích á, tới đích á, anh em quýnh nó thì còn kịp. Ví dụ anh em có mạnh á, yếu thì quýnh liền ngay lập tức đi. Đây, mình không biết tại sao con Mythical lại mạnh, lại yếu hơn con Secret, tại vì dùng skill nhanh nhiều hơn người ta. Mình chắc là đam. Cái lượng đam của cái skill con này yếu 1.9 so với 200-250m, con này thì có tận 4.5mb. Nhưng mà được cái skill nó tận 2b và phân nửa rồi. Con này nhân có giờ là ít 1 đam à. Không, 10% đam à, con này là phân nửa đam nên con này mạnh hơn. Là trên hit anh em. Rồi, và đó là toàn bộ của ngày hôm nay. Nếu anh em thấy bổ ích cho anh em việc chọn Mythical và Secret thì mình sẽ đồng ý cho mình một like hoặc đăng ký kênh nhé. Giờ thì bye bye.